Thép chưa bao giờ trải nghiệm được cái cảm giác mà đi tới những ngôi nhà tù để khám phá cho mọi người xem. Nhưng mà mình xem TV thì những cái phòng cá biệt này là tự như là một cái nhà tù vậy. Cá sống luôn hả? Nó đi lang thang rồi cứ thấy người ta bán cá là cứ bốc vô ăn nhai luôn. Bây giờ đưa về đây còn ngoan ngoãn rồi á. Dạ. Những bệnh tâm linh là cụ thể là bệnh gì chú? Bị bùa ngải này, ma quỷ này, vì những cái mồ trong nhà hoặc là các cái thai nhi mà họ bị hư. Dạ. Mà chưa đưa đi được á. Mặc dù họ không khai nhưng mà tôi vẫn biết tôi đưa đi họ cho được. Cái nhân vật này là đặc biệt quá, mình phải nhốt lại luôn. Bất trì luôn. Không cho ra ngoài luôn hả? Ừ. Cho mà định người ta. Là chúng ta ngửi cái mùi không thể nào chịu nổi luôn các bạn. Cái mùi hương ở trong những cái phân á nó lan tỏa ra thôi. Thì bởi vậy khép đứng một chút xíu thôi. Mới chỉ có mấy chục giây thôi chịu không nổi là sẽ rút ra đây. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Em đang làm gì đó? Xin chào cả nhà, em dọn đồ. Có mấy cô gửi cho đồ bảo hộ nữa. Gì hả? Nè, mấy cái này để mặc áo đi công trình, đi làm hồ á. Hôm nay là chuyến xe số 12 đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là chuyến xe số 12. Chuyến xe hôm nay đặc biệt. Rất là đặc biệt luôn. Bình thường thì từ chuyến xe số 1 cho tới 11 thì mình phát cho người bình thường. Còn riêng chuyến xe 12 này mình phát cho những người bất thường. Chuẩn bị dẫn tất cả khán giả vào trại tâm thần ở Ninh Sơn. Một trại cưu mang những người bệnh tâm thần. Một lát nữa chúng ta sẽ được có một chuyến trải nghiệm thật sự rất là thú vị luôn. Lát nữa mình sẽ xin chủ trại tâm thần vào để phát quà bánh. Với lại Nhi đang lục một ít quần áo cũ để lên đó tặng cho họ. Ở chuyến xe số 12 hôm nay thì được vợ chồng anh Nam và chị Vinh ở Canada gửi cho Thép số tiền 3.760.000. Anh chị ủng hộ số tiền này cho những người bệnh tâm thần. Thì hôm nay cuối năm rồi thì em xin phép chị rút số tiền đó ra. Anh chị gửi cũng khá lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để sử dụng cái số tiền nó phù hợp. Anh chị có nguyện vọng là ủng hộ cho những bé bị tâm thần thì hôm nay chắc ở trong đó cũng có lớn, người lớn tuổi cũng có, trung niên cũng có, trẻ nhỏ cũng có. Ở trên đó thì Thép xin danh sách trên đó thì cỡ 50 mấy người á. Mình sử dụng số tiền 3.760.000 của vợ chồng hai anh chị mua bánh. Mình mua mấy thùng, 9 thùng đúng không? Dạ. 9 thùng bánh. Để mình coi thử bao nhiêu tiền ta. À, đây họ gửi cho mình cái bill đây là 9 thùng bánh. 9 thùng bánh đơn giá là 444.000 một thùng hả? Vậy là 9 thùng 3.996.000. Dạ, yeah, nãy chị gửi cho em 3.7.000. Còn thiếu bao nhiêu thì Thép sẽ bù vô thêm nha. Yeah. Ok, bây giờ mình lên bánh đi. 9 thùng bánh. Với lại đem theo một ít quần áo cũ nữa lên cho trại rồi đó. Tại ở đó họ mặc quần áo cũ không à. Đa số quần áo đó họ mặc cái kiểu mà lộn xộn á. Thích cái ai thích mặc cái gì mặc à. Bởi vì em lựa ít quần áo cũ ra. Khoảng chuyến xe không đồng số 13 của mình là một chuyến xe phải nói là vô cùng ý nghĩa luôn. 12 chứ. Chuẩn bị phát. Chuẩn bị á. Bữa nay là 12. Bữa nay 12 nhưng mà 2 ngày nữa nó sẽ là chuyến xe 13 là 600 phần quà dành tặng cho bà con xã Phước Hà. 600 phần quà Tết. Hôm bữa mình phát 300, hôm nay phát 600 luôn. Cái này gì ta? Dạ như quần áo á, này anh đọc qua thử. Để anh coi thử, anh có dao nè. Đây, rọc qua thử cái gì không đây. Thật sự với tất cả mọi người thì dạo gần đây Tết thì nhiều anh chị gửi cho mình quần áo nhiều lắm. Như ngày qua mới nhận đơn hàng của ai ta? Của em Hào.
quần áo mới không, quần áo trẻ nhỏ mới không, để 27 phát trên xã kia lấy sử dụng luôn. Ở đây gì nếu mà mạnh thường quân nào có gửi quần áo này hay là như thế nào mà mình phát không kịp thì để qua Tết mình phát nha. Bởi vì bây giờ là gần Tết rồi, mình cũng có nhiều việc trong gia đình á, mình không có làm kịp. Ủa, cái mũ này mình có cần? Cái này cũng quần áo này em hả? Áo quần áo của ai vậy? Nghĩa của Hùng. Cũ hay mới? Mới. Nữ. Nữ hả? Dạ. À, nữ thì mình phát đâu có được. Để lại. Cái đó là trại đó là người lớn tuổi. Đồ không hả? Em khui thùng này thử. Rồi đó có nữ không ta? Nữ đất lớn tuổi mà hả? Coi thử coi. Test thử cái áo thử. À, vậy là bây giờ mình đem theo một cây đi. Là nó có nữ thì mình phát nữ. Ủa dạ, ủa rách rồi hả? Anh đem theo một cây. Có bọc ở trong kìa. Có đồ trẻ nhỏ mà thanh niên đồ nhỏ nhỏ không? Đem theo một cây nữ ơi. Thôi anh khui thùng này ra luôn. Này cái gì vậy ta? Cái gì ta? Quần cũng quần áo luôn. Dạ. Của ai vậy? À, chị Hồng Trúc. Ôi mới luôn kìa. À có mới có cũ. Có mới có cũ. Em bây đem giờ, đây cái thùng của em nó đầy rồi. Bây giờ mình lấy cái này ra rồi mình để cái thùng vô. Nè 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 nè. Này áo khoác 40kg. Áo dài nữ 45kg. Rồi em bỏ bộ áo cũ vô đó, còn cái này mới để. Anh để lấy cái này ra bỏ trong bì được không? Vậy em lấy cái sao mà đầy được? Đây 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 đây. Đầy rồi. Không có đầy được, em bỏ vô. Rửa, thấy không? Rửa nào nhét không được. Rồi ok. Cái này để hết bữa mình phát. Rồi bánh đây còn nữa nè. Ờ, có còn cái thùng quà này của chị Linda gửi nè. Gửi cho gia đình gì biết cọt. Gia đình chị cọt. Chị cọt bán vé số. Để cái này cho nè. Lát là mình ghé chỗ chị bán số mình đưa cho chị luôn. Quà đó quà nước ngoài á. Gửi lâu rồi bây giờ mới nhận được. Còn thùng nào nữa không? Còn một thùng anh. Ok. Ok. Rồi ok, xong rồi. Ê, còn cái bao này nữa. À, đây đây. Coi bộ hôm nay tưởng đâu ít ít chứ có bộ nhiều ghê ta. Mình bỏ cái này lên trên này đi, lát nữa mình đưa cái thùng kia cho chị Phọt, mình có chỗ rồi. Tưởng đâu ít chứ nhiều ghê. Rồi có tạm thời bỏ đây, lát mình lên. Thôi. Ừ. Mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng chuyến xe số 12 cùng với thép nha. Đây. Không biết là bữa nay chị Cọt có bán ở trên đây không ta? Kìa, phải không nha? Nếu có thì mình sẽ tới mình đưa quà cho chị Cọt. Rồi mình mới đi được. Ừ. Lấy đồ của chị Cọt. Chị Cọt quà Tết của chị nè. Wow. Má quá tạ. Bữa giờ bán đắt không? Kê cái chân chị. Bữa giờ bán đắt không? Được, bán được. Cái này quà của chị Linda hôm bữa gửi tiền cho chị á, nhớ không? Nhớ. Là cái chị đó thì chị gửi búp bê với lại bánh kẹo rồi đó. Nè. Búp bê với bánh. Ủa cái này gì ta? Bánh kẹo gì đó, nhưng mà em khui ra em mới biết được quà của chị nha. Đấy. Bữa giờ gửi ở nước ngoài về mà lâu không à?
bỏ bút bê vô nha. À. Rồi, trưa trở về cho mấy đứa con nha. Dạ. Bữa giờ bán được 150 không? Không đâu, 70-80 à. À, 70-80 hả? Ở đây có ghi cái gì không ta? Có thư gì không đây không? Có cái thư gì trong đây không vậy? Để em coi, hình như có bức thư dưới đây sao? Để em lụm. À đây đây. Đó vô. À đâu có thư gì đâu. Có cái địa chỉ với lại búp bê, đồ chơi, hộp gì đó. Người ta ghi trong đây nè. Đó. Rồi có gì trưa đem về cho con nha. Để em đi làm cái nha. Rồi đem về cho con, em xin phép đi làm nha. Đi. Nè. Hiện tại là thép đang có mặt tại La Quang 2, thôn La Quang 2, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Ở cái trại bảo trợ xã hội này là của một của tư nhân chứ không phải nhà nước nha mọi người. Dòng đây nhà mồ côi nè. Đây. Ở trong hẻm. Ủa, mấy cô chú đang ngồi ăn cơm. Đang chuẩn bị ăn cơm, gặp mình chào luôn. Đang chuẩn bị ăn cơm. À, có mấy bé này nè, cô. Giới thiệu với tất cả khán giả, đây là chú Châu, là cái người chủ ở đây. Hôm nay con tới đây con đem một ít quà để trao tặng cho mấy cô chú ở đây chú ạ. Chú cho con hỏi là trại của mình làm bao lâu rồi chú? Như vậy là 27 năm rồi. 27 năm rồi. Là cái này là của cá nhân của chú hay là nhà nước? Của cá nhân chú. À cá nhân hả? Tất cả những cô chú ở đây là mồ côi hay là bệnh tâm thần chú? Đi lang thang tâm thần thôi. Lang thang tâm thần không? Bây giờ thậm chí cái tên của họ họ cũng biết luôn. Dạ. Là những cô chú ở đây là người nhà gửi hay sao? Không, đây là hoàn toàn nhận cái lang thang thôi. Thậm chí bây giờ như vậy 43 cụ chết rất không có tên tuổi rồi đấy, phải đặt tên tuổi chôn rồi xây mộ cho họ. Cứ một cụ về là 15 triệu, 6 triệu tiền phòng, 9 triệu tiền xây là 15 triệu. Có nghĩa là chú nói là những người lang thang cơ nhỡ mình ở ngoài đường là tự công an họ đem vào đây cho chú hả? Dân ngoài đưa thôi. Còn cái người mà đã có con cái lo thì chú không nhận? Không nhận. Dạ con hiểu rồi. Cái này là hoạt động tư nhân của chú phát tự phát tâm ra. Chú là bên đạo thiên chú giáo đúng không? Đúng rồi. Thì những người cơ nhỡ không có người thân thì chú có nhận, còn những người có người thân là chú không nhận. Những người có người thân thì mình nên gửi cho nhà nước. Cho nhà nước. Dạ. Hôm nay con có một ít quà gửi cho mấy cô chú đó. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Chú có thể nào dẫn con vào đó đi? Được. Dạ. Mời chào con, cho chú. Ủa? Là hai em này tự đúc cho nhau ăn hả? Tự đúc cho nhau ăn. Tội ghê không? Em nhớ anh không? Nhớ. Sao nhớ? Hôm nay này con. Hả? Ở đó lên có phát quà một lần rồi nhưng mà lâu rồi, cách đây một năm rồi. Hai anh em hả chú? Không. Cùng người thân nhân á. Em này á, có cái vấn đề này, em nhớ đâu? Dạ. Mà mẹ em nó thì lớn tuổi rồi, nó thôi kiếm con bầy đi để kiếm một đứa con. Dạ. Thì không ngờ kiếm nó ra đứa con là mẹ đứa ung thư. Thì thằng ấy là tâm thần đau. Thằng ấy là người ta bồng vào đây, mà dạ. Tôi không biết đường gốc ở đâu. Mà theo như là người ta kể là như vậy đó. Em này bệnh đau, còn em này cũng bệnh đau luôn. Đau luôn mà tâm thần. Hai người không có anh em với nhau nhưng mà bé này... Em này tốt không? Đút cho ăn luôn phải không? Thôi lấy đút cho em ăn đi nha. Con chú hay sao chú? Hỏi con chú không? Là chú tự đút cho em ăn vậy hả? Là chú ở đây hay sao? Rồi hiểu. Có nghĩa là ông chú cũng là một người bệnh nhân ở trong đây. Nhưng mà chắc ông chú nhẹ hơn cái em này, bởi vì chú, ông chú
đút cho em này ăn. Em đi tập nguyên nữa. Bị tập nữa. Ba liệt. Dạ. Nếu như không ai đút thì em ăn đủ hết rồi. Ăn đủ hết. Ừ. Còn nếu mà mấy ông chú này không đút thì mình phải bắt buộc phải đút. À, tại người là người làm trong đây coi quản đây là bắt buộc phải đút cho ăn. Đúng rồi. Dạ. Như thế này. Em người tân chuông ở trước cộng bên kia này. Bây giờ đưa cái đấy bên kia nó tốt rồi. Không thì là không nói được không biết mặt áo quần. Trần truồng hết trên biên giới Ninh Xuân đúng trước cộng về đó. Dạ. Họ không có mình mình áo rồi bây giờ đây đưa về cái là bây giờ thấy tốt rồi nhưng mà không nói được. Dạ. Cũng hiểu biết vậy đó. Dạ. Nhưng mà trước khi mà đưa về đến được tập anh mang được áo quần cũng phải đơn giản. Dạ. Rất là khó. Nên là anh cũng chịu mặc. Dạ. Quen rồi. Mới chịu mặc áo quần rồi. Ba bốn năm sáu mới biết. À ba bốn năm sau mới biết áo quần. À, chứ không biết trần truồng mà. Dạ. Chú cho câu hỏi là cái người mà chăm sóc trực tiếp cho những cái bệnh nhân này là ai? Dạ, ông đây. À, là chú, con chào chú. Dạ. À, ông chú này là coi quản ở đây, còn cái người mà trực tiếp chăm sóc là chú đây. Dạ, dạ chú. Bây giờ chú Châu dẫn con vào thăm cái gian bếp mà hàng ngày nấu cho cô chú ăn. À, đây này. Là mấy ông chú này là... Là chuẩn bị bưng cơm xuống. À, chuẩn bị bưng cơm hả? Ừ, đây. Thì bên bếp ăn đây. Chào cô. Đây, chào chú. Ủa, đây mình ăn tô không hả cô? À, ăn tô không? Tâm thần người ta ăn tô chứ không ăn. À, rồi. Là có những cái ca nào mà bệnh nhẹ nhẹ xuống phụ mình không? Không, chú? Không. Cô nó hơi nhẹ nhẹ đó. À, nhẹ nhẹ là xuống phụ hả? À, phụ đó. Còn những mà người bệnh là không có phụ được mình? Không được. Là mỗi người là ăn một tô này hả cô? Mỗi người tô vậy ạ. À là cái này là bên nữ đúng không? Bên đây này, bên nam này. Dạ dạ. Nam với nữ giống nhau luôn. À giống nhau. Đây anh chị đồ giống nhau hết á. Dạ dạ. Không ai nhiều quá luôn. Đây xin phép chú cho con đưa cho khán giả xem cái bữa ăn của mấy cô chú ở đây là mỗi người một miếng cá và một miếng đậu khúc và chan canh vô sẵn luôn. Ờ, một tô này là nếu mà họ không có vận động gì con nghĩ là tô này ăn no luôn. No luôn. Dạ. Bây giờ là mình đi xuống mình thăm những cái trại nữ. Ừ. Đây là nhà ăn nữ này. Dạ. Còn cái chỗ họ ở đây này. À. Ồ, rộng ghê luôn chú. Ồ, rộng lắm. Chú mở 27 năm đây bằng cái tuổi con luôn rồi. Ờ thì đó. Cái lúc con mới sinh ra là 69 tuổi. Dạ. Bây giờ 69 tuổi mà trừ cho 27 năm nữa đó. Dạ. À nữ đây. Nữ đây này. Đó, cái cảnh sống họ ở như thế này này, người một giường. Một người một giường hả? Dạ. Cái cháu này này thì bây giờ là họ thả đấy. Không biết là nguồn gốc ở đâu mà cháu là vừa mù mà vừa tâm thần đó. À, bây giờ ăn phải đút. Bây giờ không thấy đường. Dạ. Rồi ăn phải đút. Không biết nguồn gốc ở đâu hết. Không biết. Thì họ vất đấy luôn đó. Họ đem tới đây họ bỏ. Vậy là sau cái video này thép đăng tải là hy vọng là có vô tình một người nhà nào đó xem là tới xin chú mang con họ trở về chú có cho. Cho chứ. À cho luôn hả? À vừa rồi đây cũng có cái vừa trên đèo đó. Sống 20 năm rồi bắt đầu như vậy người ta bắt về đây rồi sau khi tìm được tại đây luôn. À. À, thì đây thì chủ yếu là để nuôi dưỡng họ trong thời gian đó. Còn ai tới nhận được cứ cho về. Dạ. Mình vậy giảm là, bớt gánh nặng. Vậy là mình phải vào đây mình cho khán giả xem cho nó cận cận lại. Để những người nhà nào mà biết thì tới. Nó không biết gì hết. Không. Đi vệ sinh cũng đi trong quân luôn. Dạ. Tôi mệt lắm. Có nói được không chú? Không nói được. Chắc là không nói được cũng không nghe được luôn. Không nghe, không nói, không thấy gì hết á. Không nghe, không nói, không thấy. Tự đi vệ sinh luôn. Ừ. Là cái những cái người mà vệ sinh ở bên nữ á, là sẽ có một người riêng. Người riêng, người nữ mình bên nam là phải có một người riêng. Rồi. Dạ. Rồi là mình thuê mướn hết trả. Nhưng mà theo con được biết là những người mà bệnh tâm thần thì họ không có ý thức được cái những cái đi tiểu hay đi vệ sinh họ không ý thức được. Không ý thức đó phải chui nhà liên tục. Dạ. Vệ sinh nhà liên tục.
xin lỗi giờ đi trong quân luôn khổ rồi. Cho nên khi mà chủ tính ra cái chuyện như thế này là như vậy đó, để mình vệ sinh nó dễ. Yeah. Nó thông thoáng. Chứ còn nếu mà bỏ loại giày nềm chứ nó chịu không nổi đâu. Dạ con biết rồi. Chú thiết kế cái kiểu mà cái này để mà xịt nó rớt xuống dưới luôn. Ừ, rớt xuống nó bắt đầu mình vệ sinh ở dưới. Dạ. Vệ sinh trên, vệ sinh dưới. Khi mà thép bước vào cái khu vực ở đây á, chú à, con bước vào khu vực ở đây á, nhiều khi á, con thấy người bình thường, con thấy người tâm thần thì con tưởng là người bình thường, mà người bình thường con tưởng là người tâm thần. Dạ. Đó, cùng cái bên nữ họ ở đây đó. À, nữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái giường. 5 giường nữ. Vậy là tổng ở đây khoảng bao nhiêu người chú? 54 người. Là nam với nữ luôn hả? À, nam nữ luôn. Rồi trên thì cũng một cái nhà nữ nữa này. Đó, khu vực này là nữ hết á. Dạ. Ở đây cũng nữ luôn. Nữ luôn. Đó. Là bây giờ họ đi ăn cơm rồi. À, đang ăn cơm. Đó, cũng là giường sắt hết á. Giường sắt với cái nệm của họ là nệm kiểu đó đó. À, có cái nhà vệ sinh trong đây không chú? Ở nhà nào có vì phân vệ sinh hết. Có trong đây luôn. Là họ đi là tự vô đây luôn hả? À, tự vô đây luôn. Người nào ý thức được thì tự đi, còn người nào không ý thức được là cứ đi ra quần luôn, rồi tự mình xử lý luôn. Rồi mình lo vệ sinh cho họ thôi. Cái người mà để chăm sóc những bệnh nhân nữ này là ai chú? Là mình thuê mướn hết đấy chứ. Chú có thể cho con gặp cái cô đó không? À, cái cô người nấu ăn đó. Dạ. À, phải hỏi phỏng vấn cái cô đó cái công việc như thế nào. Đó, bây giờ đây là nhà ăn. À, đây là nhà ăn. Đó, nhà ăn đó. Rồi ăn đi. Ăn đi mấy cô, ăn đi. Ăn một lát ra con phát quà cho anh nha. Ờ, ăn đi. Dạ. Ăn ơi, một lát nữa ra em phát quà cho. Ăn đi hả? Hả? Ăn đi hả? Cái gì nói vậy? Ăn đi hả? Nói không hiểu đâu. Nói lung tung không hiểu. Dạ. Tội ghê không? Đây này, cái bà này là ăn cá sống luôn này. Ở trên đèo này. Ăn cái gì? Cá sống. Cá sống luôn hả? Nó đi lang thang rồi cứ thấy người ta bán cá là cứ bóc vô ăn nhai luôn. Bây giờ đưa về đây còn ngoan ngoãn vậy á. Dạ. Tội ghê không? Rồi không biết người nhà thông nhân là ai luôn. Không biết luôn. Hình như bà bị không thấy đường đúng không chú? Không thấy đường. Không thấy đường. Thấy. À thấy đường hả? Con thấy nhấm nhấm, con tưởng đâu không thấy đường. 27 năm mở cái trại tâm thần này ra, chú có một cái nhân vật nào mà ấn tượng nhất trong đây không? Có. Mà bây giờ cháu nó chết rồi, cháu đó là cái đầu nó to. Dạ. Mà không nói được. Dạ. Và không đi được, chỉ ngồi tại chỗ. Thì một lần mà tôi đến á, thì mấy cái cô nói, chú sờ được cái đầu nó một chút thì nó vui vẻ ăn cơm. Còn nếu mà không sờ đầu á, là nó hờn, nó không ăn cơm. Dạ. Rồi cuối cùng là khi nó ăn xong rồi, nó lên giường ngủ á, là nó vỡ não chết tại chỗ. Vỡ não ra luôn? Ừ, bị bứt não trong đó. Có nghĩa là cái em... Cái đầu nó sưng to lắm á, cái đầu nó một khối u. Não ung thủy. Ung thủy. Khối u não. Là vỡ não ra luôn. Ừ, rồi có một cái thằng nó cũng không biết ở đâu mà nó không nói được. Khi nó bị ung thư gan nó cứ đưa xuống bệnh viện tỉnh, rồi sau đó trả về thì như vậy á, mình cho nó uống cái gì nó không uống. Rồi khi mà trước khi nó chết á, nó nhìn tôi nó kêu một tiếng châu. Dạ. Là nó tắt thở. Thời khi đó là tôi xỉu luôn, tại vì suốt một đời nó không nói được. Trước khi chết là hắn nói tiếng châu, nhìn tôi nói tiếng châu một cái là tôi xịu lúc đó luôn. Thậm chí mà đám tang nó tôi cũng đưa đi được. Trời. Và khi đó là huyết áp lên liên tục. Vì mình nghĩ cả đời nó không bao giờ nói được tiếng. Mà khi trước khi chết thì nói được tình châu là chết. Ấn tượng ghê. Thành ra tôi chính những cái đó mà tôi thương họ ghê. Mình không thể mà từ bỏ họ được. Và nó ước mong làm sao mà họ có những bữa ăn ngon, là mình vui, mình thích. Và mà bây giờ họ thì đâu có biết gì về cái hạnh phúc của họ. Yeah. Thì bây giờ mình là cái người thay thế để tạo hạnh phúc cho họ. Yeah, thì bằng cách là cho họ ăn ngon các thứ. Chú làm việc phải nói là rất là có tâm luôn mọi người. Thành lập ra 27 năm rồi. Và cho con hỏi cái này nó hơi riêng tư chút xíu. Là những cái bữa ăn này, hay là những quần áo, hay là những khi lúc đau lúc bệnh, hay là lúc họ lỡ họ mất đi á, là những tiền đó thì
Chú có nguồn nào để tài trợ cho chú làm không hay là... Tôi hiện tại nói thật, thú thật nó là không có một cái tài trợ nào hết. Nhưng mà tôi tin rằng cái mà tôi làm tốt. Dạ. Thành ra bề trên người ta xúi khiến người này người khác giúp mình phù thêm để mà chăm sóc họ thôi. Dạ. Chứ còn tôi cũng không biết cái nguồn tiền ở đâu mà có. Mà dạ, để mình nâng đỡ mà 27 năm nay đâu. Dạ. Chứ không phải là ít. Mà khả năng mình đâu mà mình nuôi nổi như thế này. Đó. Có nghĩa là tư nhân là có nghĩa là mình tự xử luôn. Nhà nước không có không hỗ trợ. Không hỗ trợ cái phần không, đó. Không mình tự xử tư nhân mình luôn hả? Ừ, tự xử luôn. À. Mọi việc mình lo hết, chết dạ, cũng mình lo luôn. Dạ. Như mà bác Châu chia sẻ với con hồi nãy, nếu một người mà mất trong đây thì bác chôn hay là bác thiêu? Chôn. Chôn 15 triệu. 15 triệu một người. Ừ. Là trường hợp mà lỡ mà họ có mất á là chôn 15 triệu một người. Mà tính là khi vô đây thì tất cả mọi người thấy không, bữa ăn cũng rất là đầy đủ. Ồ, đây tôi đặc biệt là tôi quan tâm đến bữa ăn họ lắm. Cuộc sống cũng rất là sung sướng, sung túc luôn các bạn. Ừ. Không có làm gì hết, chỉ có ăn uống, chơi rồi tới giờ ăn thôi. Ừ. Dạ. Nói như cái cô này bây giờ hỏi cũng biết đường này. Trong này có ai mà nói chuyện được không chú? Nói chuyện được là cái cô này. À, cô. Con chào cô. Dạ. Cô ăn ngon không? Ngon. Ồ, còn răng để cắn. Rồi, chỉ có một mình duy nhất cái cô này nói chuyện được thôi. À. Còn tất cả không nói chuyện được. Không nói chuyện được. Dạ. Thôi cô ăn đi nha. Trời ơi. Cho khán giả nhìn kỹ từng gương mặt của những cô. Nếu như mà người nhà nào mà lỡ mà xem được cái video của Thép á, tình cờ có duyên mà xem được á, thì biết đâu là người nhà của họ họ sẽ dẫn về. Như theo chú Châu chia sẻ là tất cả những bệnh nhân của chú đem về đây á là toàn là không có người nhà, không có thân nhân không à. Dạ. Cô này thì nói được này mà không biết là không, cô này là mà không nói không chuẩn, không biết là ở đâu. Không biết ở đâu. À, nói thì nói được mà hỏi thì nói lung tung. Cô tên gì? À, tên Sáu. Cô tên Sáu hả? À. Dạ. Cô ăn ngon không? Rồi. Cô ở đâu? Ở đây. À, có lẽ là cái giọng của cô cũng là người Quảng luôn á chú à. À, người đâu. Dạ. Người ở. Mà khi thì nói ở Đà Lạt, khi nói ở lung tung, thân dạ, cũng chịu. Dạ. À, mà cô đi lang thang một mình á, đưa vô đó, hoàn cảnh như vậy đó. Chú ơi, ở La Quang mình á là thuộc xã Quảng, Quảng Sơn là tất cả những bà con ở đây là hơn 90% toàn là người Quảng không? Họ Quảng ừ, là người Huế á hả? Ừ, người Huế họ vào đây sinh sống ở đây á. Là cô này với cô này biết nói thôi, còn ừ, tất cả hỏi không nói luôn hả? Còn nói mới nói không chuẩn. Dạ dạ. Dạ. À. Có cô này trẻ nè. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Chị bao nhiêu tuổi? 34 tuổi. Biết 34 tuổi luôn thấy không chú? Không biết đâu. 34 tuổi hả? Nói tên bây cơ, nói mới làm xong 34 tuổi. Nhưng mà con đó là chắc là chị nói cũng đúng ấy, 34 tuổi trẻ đẹp gái hả? Có chồng à, chưa? Có chồng rồi. Chồng đâu rồi? Chồng ở nhà. À chồng ở nhà. Nóng chân. Vui. Còn có cô nào biết nói không? Nói được. Con thì nói dần lắm này. À, ngon không chị? Ngon. Ngon không? Ngon. Ăn nữa không? Ngon. Ăn hết rồi em làm cho bánh nha. Dạ. Hỏi tới người nhà ở đâu? Nhà chị ở đâu? Không biết. Không biết. Không có giấy tờ chứ luôn. Dạ. Bởi khó lắm. Dạ. Bây giờ là mình ở trong đây nữ bao nhiêu người mình đem bánh lên tặng cho mấy cô ơi. Bây giờ thế này, ở đây thì bây giờ tặng chúng đi, chứ bây giờ không đưa vào phòng. Vì đưa vào phòng kia này. Rồi dạ, nó dành nhau nó đền lộn. À tặng chung hả? À không, tặng chung thôi. Rồi đây chiều rồi đưa ra cho anh ra sinh hoạt rồi mới cho anh. À. Chứ không cho đưa vào phòng. Rồi con hiểu. Ừ. Có nghĩa là ông chú nói là cứ để chiều ông chú sắp xếp. Ừ. Chứ không đưa vô phòng. Như con này đâu có nói được. Đưa vô phòng có nghĩa là họ ăn uống dành nhau rồi xảy ra đánh lộn như là một trẻ nhỏ vậy các bạn. Ờ à, đó. Tại người bệnh tâm lý mà họ như trẻ nhỏ vậy. Bưng cơm chưa Cương? Có khi nào mà dành ăn quá lộn luôn hả chú? Có chứ. À. Ê, không bưng, mày cho anh bưng đi. Bưng xuống ăn không? Còn mấy ông chú này là đó, cùng là người ở dưới đó. Dưới nào?
dưới trại đó đó. Trại Nam. À, trại Nam. Trại Nam hả? Ờ, nhưng mà tin là đi là nhận cơm được. À rồi, con hiểu rồi. Bởi vì thế mới nói với tất cả khán giả là nãy giờ mình bước vào đây á, mình nhìn người bình thường cũng như người bệnh, mà người bệnh cũng như bình thường. Bởi vì mình phải hỏi kỹ ông chú Châu lại, hỏi kỹ lại mới biết. Ừ, cái ông mấy ông chú đó cũng bệnh, nhưng mà bệnh là dạng nhẹ hơn mấy người kia. Con người là, vậy, là khôi phục được. Dạ, còn cái đây cháu, cháu nên liệt tới chỗ. À, đi vô mà thăm luôn. Cháu đừng phải đút. Ăn là phải đút hả? Mang giày vô, mang giày. À, mang giày vô luôn hả? Liệt tại chỗ luôn mọi người. Nằm một chỗ luôn. Nằm một chỗ luôn. Mà chân teo hết, không có gì được hết. Teo chân. Mắt mù. Mắt mù, không nói được. Ừ. Liệt tại chỗ. Cái bé này là chú nhận ở đâu? À, người ta đưa tới. À, người ta đưa tới hả? Ừ. Anh đi. Người ta đưa tới. Anh đi. Có nghe được không? Chú nói nghe được không? Không biết nghe được không? Dạ. Là cái người mà trực tiếp mà chăm sóc tắm giặt cho bên nữ là ai? Cô này. À, là cô hả? À. Dạ, con xin phép chú con. Ừ. À, con chào cô nha. Ừ. À, cô làm ở đây lâu chưa? À, năm nay 25 năm rồi. Ủa, 25 năm rồi. Chú thành lập ra 27 năm mà cô đã làm 20 năm, 25 năm rồi. Dạ, là người trong nhà chú hay sao? Cũng trong của là em bên vợ. À rồi, cũng bà con nhà chú. Cái công việc ở đây là thường ngày là cô nấu ăn nè. Tắm giặt cho mấy cô chú ở đây. Với lại khi mà họ lỡ mà đi vệ sinh ra ngoài thì cô cũng là người trực tiếp xử lý cái công việc đó luôn. Thì đúng rồi, tự nhiên ở đấy thì cũng giống nhà gia đình mình vậy đó. Dạ. Thì sáng ra làm vệ sinh rồi nấu cơm rồi cho ăn rồi dọn dẹp, cũng giống nhà bên mình vậy đó. Dạ. Có khi nào mà cô cảm thấy chán nản mình không muốn làm nữa không? Thì chán nản thì không chán, nếu mà chán nản thì không có thể làm ở đây lâu dài được. Dạ dạ, con hiểu rồi. Rồi tất cả khán giả thấy không? Cô làm 25 năm mà không phải là chăm sóc bình thường thì mình không nói. Người bình thường thì rất là dễ. Mà người họ bệnh phải nói là một cái công việc mà phải nó làm bằng cả trái tim mình mới làm được đó các bạn. Ăn uống bình thường thì không sao, mà lỡ mà đi vệ sinh tại chỗ rồi lúc đó thì thôi. Đấy, cái đó là thường xuyên. Thường xuyên. Mấy người bệnh tâm lý là đó là thường mấy, xuyên luôn. Mấy cái ba da da bên đó, mấy cái ba da da mập mập đó. Thấy về đó chứ, đó ngày hôm kia nhớ. Ăn bún vừa xong rồi đi trong phòng một bữa trưa luôn. Xịu luôn. Đấy, kéo bệnh ăn vừa. À, ăn bún xong rồi bắt đầu. Ba, tại vì ba bị bệnh. À. À, ba bị bệnh á. Dạ. Đó, đây cho ăn bệnh kéo hạn chế. Cho nên ăn nhiều vô cùng thiếu chảy. À. Rất là khổ. Dạ đúng rồi. Khổ cho người làm. Cái đường ruột họ hầu như là nó tốt nữa. Không bình thường như mình. Ừ. Mình làm được cái gì mà hơi nhiều một chút xíu là bắt đầu thiếu chảy. Ừ. Bây khổ lắm. Cái đường ruột họ không có tốt. Nhưng mà họ thích ăn. À, thích ăn. Thì những người ta bệnh tâm lý thì ai cũng thích ăn hết. Ừ. Họ còn thích chú, ăn. Cái vấn đề mà nào ở trong đây mà họ, những người bệnh tâm lý thì con đa số con thấy họ thèm thuốc. Đúng. Chú có cho họ hút không? Có. Cho nhưng họ hút luôn hả? À rồi con mày, hiểu. Mày dài clip cái tâm lý của họ cũng phải thêm thương với là... Bớt căng thẳng hả? Bớt căng thẳng. Nếu mà không giải quyết thì cái dây thần kinh căng thẳng. Căng thẳng. Dạ. Không phải cho hút hết. Và dạ. Phải mua thuốc cho nó hút hết. Có khi nào mà cô chăm sóc mấy cô chú ở đây là có khi nào mà người ta lên cơn người ta đánh cô không? Thì cái chuyện làm ở đây là chuyện nữa là chuyện bình thường. Chuyện bình thường hả? Rượt cả người làm luôn, kể cả tôi nó rượt luôn. Rượt, bậc cháu ông cũng bị định mấy lần. À, nếu trong vòng 25 năm cô làm việc ở đây, cô có cái ấn tượng nào, một nhân vật nào đó không? Thì nói chúng thì ở đấy thì mình thấy ai giàu ái chứ cũng không có ai là ấn tượng. Đấy là ai, có nhân vật nào làm cho cô ấn tượng không? Nhớ hoài luôn á. À, ấn tượng thì cái cô tâm thân ở vậy đó. Dạ. Cái cô tâm thân nằm ở trong phòng một mình ở vậy đó. Dạ, bởi vì sao mà cô ấn tượng? Cô đó thì nói chung là bây giờ là cô lên cơn là cô không biết gì hết á. Mà thậm chí bây giờ cô cũng là nặng lắm á. Dạ. À, bưng cơm vô là cô đối rồi cô chửi, cô nói chung là cô đối đó
đứng cái tô cơm hắt ra lên mặt mình luôn á. Là ấn tượng cái chỗ mà bưng tô cơm hắt cho mặt luôn. Rồi còn như kiểu đi vệ sinh thì bình thường, cô đi ở trên giường cô đi luôn. Dạ, cái đó là cũng là nhân vật ấn tượng. Ôi trời, thật tự giả với mình luôn. Nó tự giả với mình này, rồi nó lấy con tay này nó xấu vô mắt này. Nó xấu vô cái da mắt nó kéo lên này. Nên như bây giờ mấy cái con mắt này nó bị sưng này. Trời ơi, con mắt này nó sưng. Tự lấy tay đâm vô nó mắt đập này, nó đập cho tím mắt chứ đâu ai đến nó. Nó tự đến nó đó. Tông tay này, tay chân nó cắn này, sưng hết này. Thì nó quay cô kia u trần trùm đó. Dạ. Phá ghế. Bóng điện nó chứ đập hết mày quạt chứ đập con cái cùi không thôi. Không có cái gì hết đó. Dạ. Ghê lắm. Nói chung là cô là bây giờ không có cái gì mà chịu nổi cô hết đó. Dạ. Bây giờ ăn đâu phải ăn tô này. Ăn bằng mấy cái hộp sộp hoặc là mấy cái lý mà họ uống ta sữa mà lý bơ bơ á. Ăn mà cái đó. Ăn mấy cái đó. Ăn cho khỏi đập không? Chứ nhiều ăn cái tô này ăn bao nhiêu đập hết nhiều đập lần. Đập bao nhiêu hết đó. Dạ con hiểu. Đi xuống dưới này thế này. Đây không? Cảm ơn cô nha. Cô chia sẻ rất là thú vị luôn. Đó là cái bản di chúc của chú đây. Ủa, bản di chúc của chú nó có luôn hả? Chú hiến tài sản đây cho. Chú có thể nào mà bật mí cho con và khán giả nó xem. Chú lập ra một cái bản di chúc để nghe đây luôn. Chú lập bản di chúc này lâu chưa? Lâu rồi. Bản di chúc của... bản di chúc này tôi tên là Trần Châu này, hiện ở xã Quảng Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Ninh Thuận này. Người đã xây dựng cơ sở nhà mồ côi vào tháng 3 năm 95 này, đến nay này còn gọi là cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu. Nay tôi xin thừa kế hết số tài sản này cho những người già, trẻ em mồ côi, khuyết tật hiện có ở cơ sở. Tôi là chủ nhân của những cơ sở nhà mồ côi này. Kể từ đây, người thừa kế này, quản lý cơ sở, tôi sẽ có văn bản sau. Tức là ai thay tôi? Dạ. Thì tôi có cái văn bản và tôi ra về tay không. Dạ. Có nghĩa là cơ sở tôi chuyển hiến. Dạ, rồi con hiểu ý chú rồi. Chú nói là trại mồ côi của chú là tháng 3 năm 1995. Có một cái sự trùng hợp ở đây là cái tháng 3 là tháng con sinh ra. Như vậy. Dạ, vậy là đúng 27 năm luôn. 27 năm. Dạ. Một điều rất là tuyệt vời luôn mọi người. Là sau này mà lỡ chú có mất đi là tất cả cái tài sản hay là cái trại này là chú bàn giao cho một người mà họ là phải nói là phải làm việc bằng trái tim thì đúng rồi. Họ sẽ đảm nhiệm cái mà không mà ngay bây giờ cũng vậy. Ngay bây giờ ví dụ ai vô nhận tôi về, tôi không thiệt tha gì. Dạ. Vì mình đã hiến cho người ta thôi. Dạ. Thế nên là họ sẽ thay tôi thôi. Dạ. Giờ tôi không mang một cái gì về hết đó. Dạ. Ra khỏi trại hết đó, dù là cái nhỏ nhất. Dạ. Con nghe người dân nói là chú Châu biết chữa những cái bệnh tâm linh đúng không? Đúng. Con nghe người ta nghe nhiều người nói rồi. Những bệnh tâm linh là cụ thể là bệnh gì chú? Bị bùa ngải này, ma quỷ này, vì những cái mồ trong nhà hoặc là các cái thai nhi mà họ bị hứa. Dạ. Mà chưa đưa đi được á. Mặc dù họ không khai nhưng mà tôi vẫn biết tôi đưa đi họ cho được. Dạ. Kể cả những cái mà khi tôi giúp thì không cần phải hỏi tên tuổi địa chỉ, không cúng bái. Yeah. Đặc biệt ví dụ ở Đà Lạt họ chỉ gọi xuống tôi cái là tôi tắt điện thoại, tôi cầu xin cho cái là tôi giải quyết xong mà không biết họ là ai. Yeah. Không cần địa chỉ. Không cần địa chỉ, không cần họ tên luôn hả? Không họ tên gì hết á. Và tôi chỉ khuyên họ là khi tôi giúp rồi thì đừng có cúng ngoài sân đó. Yeah. Kể cả một cái nhang cũng đừng thắp. Mày thôi. Vì chú là bên Thiên Chúa giáo là không cúng hay sao? Không cúng. À. Dỗ ông bà thì cứ mà dỗ. Và ví dụ bây giờ người bình đó này, họ tổ chức trong nhà, họ thắp nhang trong nhà vẫn được. Dạ. Chỉ có ngoài sân thôi. Dạ. Bởi vì cái lý do mà chú có cái khả năng đặc biệt đó thì chú mới lập ra cái trại tâm thần này. Dạ. Và thậm chí tôi cũng nói thật ra là giống bên Mỹ, họ chỉ cần gọi về là không cần nói là tên tôi hết á. Là tôi nói là 20 phút sau, gọi là 20 phút sau tôi đã giải quyết họ rồi. Yeah. Mà nó nhân cực kỳ. Ví dụ đang họ đang đau đớn vậy, tôi xin một cái tự nhiên họ hết ngay tại chỗ. Yeah, yeah. Cái này thì tôi cũng hiểu, tôi không làm được gì, nhưng mà đặc biệt tôi chỉ có xin thôi. Yeah. Chứ ngoài ra tôi không có phù phép gì hết đó, không có quyền hạn gì hết đó. Dạ, yeah, con hiểu. Có nghĩa là chú không phải là tu bên một cái môn phái nào đó. Dạ, không. Mà chú gọi là chú xin chú thôi. Dạ. Tôi nhờ cái là tôi làm tốt.
Dạ. Làm tốt công việc thì nó trên họ giống như đồ, nói giống như đồ đấy. Dạ. Họ đổi cho tôi là họ cho tôi những cái gì mà tôi nói ra tôi xin là được. Dạ. Cho thế em thấy không? Buồn ngại thôi, yếm nhau thôi. Dễ sợ lắm. Mà tôi xin một cái phải ra mà cái thằng thầy phải sợ. Dạ. Nói như vậy. Thế nên tôi bị miệng thầy đã thu ghê. Dạ. Một điều rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình kiếm cho nó mát mát mình chia sẻ tiếp. Đi sườn xem đi. Bây giờ là ông chú có thể nào nhìn con, họ anh em của con á, có ai mà bị buồn ngại ớm không chú? Tôi vô tôi ngồi bàn thờ tôi biết hết. À ngồi bàn thờ, cái đó mình phải vô mình ngồi mình biết hả? Cầu xin nữa chứ. À tôi xin là tôi mới biết được, bây giờ làm sao biết được. Chú biết tại sao không? Tại tụi con hay đi quay thiện nguyện á, thì cũng tới những bản làng rồi này kia rồi, cũng tiếp xúc những người thầy bù thầy ngải rồi. Không sợ. Không sợ hả? Ừ. Nói chung mình làm tốt, công việc mình làm tốt là mình không sợ mấy cái đó. Không sợ. À bây giờ là tiếp tục là chúng ta đi thăm một cái nhân vật rất là đặc biệt. Vâng. Cô ơi. Ôi, tự cô đang làm gì trong đó ta? Giọt nước. Đang giọt nước hả? Là này. Cái nhân vật này là đặc biệt quá, mình phải nhốt lại luôn. Bất trì luôn. Không cho ra ngoài luôn hả? Ừ. Đang mà định người ta. À. Đặc biệt quá mà phải nhốt luôn, không cho ra ngoài luôn. Cô ơi! Làm gì ta? Đang giọt nước hả? Đúng rồi. Ra chơi! Cô, nhân vật này chú ai gửi chú vậy? Không có cha mẹ. Nó không có cha mẹ. Không cha mẹ, ai là người tới gửi hay là chú? Thì người ta thấy về người ta gửi tới, đi lang thang. Dạ. Yeah. Là... Mà bây giờ không biết tên tuổi không gì hết. Chị vào đây bao lâu rồi chú? Lâu rồi chứ. À. Thôi quay kỹ cho khán giả xem rồi coi có ai có người nhà không? Coi có những người nhà chị nhận ra không? Con ơi, con. Lại nữa, lại bạc nữa này. Ui, anh chơi cái gì kìa? Nè. Nè. Chị ơi. Thấy không? Cửa chắc chắn không? Cửa sắt không? Người đơn giản với nó. Người mà bệnh tâm thần á, cái gì cũng không biết làm hết, nhưng mà có một cái công việc là họ làm rất tốt. Đập phá. À, đập phá là đó. Làm rất là tốt luôn nha các bạn. Là mà người bình thường mình không thể nào làm được luôn. Là dây hả? Dây vật được rồi, giờ lên giường nằm rồi. À bây giờ lên giường nằm rồi đó. Ừ. Là tự mình đưa cơm như cái hũ như thế này ăn cho khỏi đập nè. À. Là đưa vô là tự xúc ăn luôn cô. Ừ. Mình rồi bây giờ là mình vô mình vệ sinh sao? Thì cái chỗ nào nó hơi em thì một đứa dưới cửa một đứa đi vào mà kính để mà chạy ra. À đánh người. Đánh người hả? Ừ. Bây giờ bóng điện là mày qua tiếp đập cái con cái cùi hết từ trong đây. Dạ. Đập hết. Còn cái bóng điện mà đập luôn cái cùi luôn hả? Đập điện đi chứ bây giờ bắt. Dạ. Cao vừa nó vẫn đập được. Bắt cao vẫn đập được. Nó lại tố nó ném á. Dạ. Bởi vì tôi thua luôn. Mà tôi nói với cô nó bây giờ đi mua cái hộp cơm nhựa đó. Dạ. Cho anh ăn cái hộp cơm nhựa đó. Dạ. Trời ơi, tội ghê. Giới thiệu cho tất cả khán giả là chú Mỹ quản lý ở đấy là chú Nam. Là cái người quản lý bên bên Nam. Còn chú mới nãy dẫn thép đây là chú Châu là cái chủ ở đây. Chú làm công việc này bao lâu rồi? Cũng 10 năm rồi. À 10 năm. Phải nói là những người mà làm cái công việc đây là phải nói là rất là có tâm luôn á. Khỏi mở con á, mở. Dạ đúng rồi. À, chú giới thiệu với con là đấy cái phòng này á, là thân phân ở đây là khi kia bó thì nặng lắm nhưng mà bây giờ nó ổn định được rồi. Dạ. Là phòng này là an toàn nhất người nào chúng ta thân phân mà ở đây là được tin tưởng rồi đó. Nói chung là có thể chơi nhà được. Gọi là xuất gia được. À, có thể xuống núi được rồi. Xuống núi đó, cháu cho xuống núi được á. Con chào chú. Chú ra đây nói chuyện với con tới chú ơi. Nhưng mà vì biết sao? Ra chơi chú. Họ không có gia đình. À không có gia đình hả? Ừ, cho nên là được ra ngoài rồi nhưng mà chưa có gia đình để nhận. Con chào chú, bắt tay với con cái. Chú ra chơi chú. Ra đây. Ủa tội ghê. Chú nghe con nói chú hiểu không? Dạ hiểu chứ anh. Dạ, chú bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 56 rồi. Dạ. 56 tuổi, quê ở đâu? Dạ quê ở
Long Khánh à. À, vừa ở Long Khánh. Dạ. Có nghĩa là thâu, sau cái video này Thép muốn chia sẻ đến mọi người, nếu mà ai mà thân nhân mà không có thân nhân có chứ. Có nhà có người rồi hả? Rồi ok. Bắt tay chú cái nha, cố gắng lên nha. Dạ. Chú bao nhiêu tuổi? Ba mấy tuổi rồi. Ba mươi mấy tuổi rồi, vô đây lâu chưa? Mới vào. À, mới vào. Ổn định rồi phải không? 2 năm rồi không? Dạ. Ôi tội các bạn. Thôi chú nghỉ ngơi. Dạ, rồi dạ, chiều có mở cửa ra đi dạ, ra đó không? Dạ, chiều ra tắm đường mới làm việc. Dạ. Nói chung là thân phân đấy mình sử dụng được rồi. Nói chung là đi làm với chủ được. À rồi rồi, à, rồi. Cái phong ra đi làm dạ, với con, chủ con đó. Đây nha. Có nghĩa ông chú ông chia sẻ là những cái chú này vẫn đi làm, có nghĩa là đi làm là cụ thể làm cái gì? Thì bây giờ nó thực ra là nó làm thì chị hoàn hóa bây giờ xuống giống như là ra phụ với mình, giống như cái ra các cỏ rồi chứ nó là mình phụ với mình à, phụ được mình, luôn hả? À, nói chung là mình tập dần dần nó từng từng cái một. Dạ. À. Có nghĩa là ở trong đây không phải là ở trong đây để chữa bệnh nữa mà ở trong đây họ được vận động đúng rồi, mình cho lao động tập cho nó, dạ, nó thoải mái cái, dạ, cái tấm nào đó. Nhiều lúc nó ngồi quá nó cũng cái bệnh tấm luôn. À nó bị chết chứ nè. Bị chết. Chúng nó bị chết. À nó ngồi nó chết đâu liền. Chú là người quản, bởi vậy nhiều khi chú nói thì khán giả cũng hơi bị khó nghe. Khó nghe. Ủa cái này là nai hả chú? À đây nai. Ồ nai đẹp ghê, hồi giờ thấy tivi không à? À vệ sinh chuông chuồng sạch sẽ hết chú. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đang tiến vào những cái phòng nam. Đây nè. Cái phần phòng này là phòng cá biệt từng người. Cá biệt từng người hả? Có nghĩa là rất là manh động đúng không? À, năng động cho nên như lúc ở chung ở trà thì không được cái chi đó. Sao anh xin gì? Không có thuốc đâu. Xin thuốc hả? Tới năm đi, tới năm ngủ chia cho ra cho. Nhưng mình bừng thả chia là mình ở chung ở trà ra sinh hoạt, nhưng mà khi mà vô nghĩ á là mình không dám cho ở chung. Dạ. Là mình biết là mấy đứa này nó có một cái tình cá biệt. Hay đánh lộn đúng không? Đúng, cho nên mình phải tách. Vì khi mà nó lên lộn vẫn có mình thì làm sao mà đỡ kịp. Dạ. So, một cái phòng có toilet kiểu như là Thép chưa bao giờ trải nghiệm được cái cảm giác mà đi tới những ngôi nhà tù để khám phá cho mọi người xem. Nhưng mà mình xem TV thì những cái phòng cá biệt này là tự như là một cái nhà tù vậy. Đấy kiểu gì đó. Chào anh. Cấm. À võ sư đúng không? Võ sư cũng cá biệt luôn hả? Cá biệt hết á. Đánh lộn ghê lắm phải không? Cho nên khi nó có mình á thì nó chứ nó cũng có mình nó đinh lộn là nguy hiểm. Rồi bắt tay cái ơi. Cái anh này ngày xưa mà Thép đi tới phép quà cho anh á là anh mặc một cái bộ đồ võ. Mình kêu anh là võ sư. Bắt tay cái coi. Rồi. Sao? À, rồi bây giờ tới phòng này. Ông này sao mà con nghe ngáy to dữ ta? À, ông này thì nói thật nó là ông ở nhà. Ông cũng có vợ, ông tú tì gia. Ông tú. À, cạo đầu luôn hả? À, thì ông dũng chứ đẹp được đấy. Nhưng mà còn cái ông bị tai nạn, khi ông đi tạch với bị tai nạn á. À. Vô mới vô. Đấy là. Ui giời, ông ngủ. Ngủ. Ông gãy vô. Ông gáy mà hôm qua mình nghe rõ luôn. Có nghĩa là ông này tu tại gia xong bắt đầu bị tai nạn là bị tâm thần luôn. À rồi phải. Người nhà gửi vô đây hả? Nói chung là bây giờ ông là lúc tiếp. Chào lúc chú thì... Khỏe không? Nhớ con không? Nhớ không? Gặp hồi nào mà nhớ? Nói chung là tụi nó ở đây nó sung sướng lắm. Nó ăn uống thì đầy đủ tắm rửa. Nhưng mà thì vừa có cái con cả mình lo nó. Ông chú ông nói rất là nghe rất là mắc cười. Có nghĩa là nhiều khi con cái của chú ông lo mà chú vô đây thôi mấy ông này không? Đấy có thể đó, tình cá biệt hết nè. Cá biệt không? À nói chung là cá biệt. À, nếu mày bệnh thì bệnh. Cá biệt là một phòng hết ha. Nói chung cho con ở chúng mà có người quản lý, chẳng có người quản lý mà trưa mình về ăn cơm á, là rất nguy hiểm. Dù có ăn đây không chú? Đó có một anh đó. Anh ơi. Ra chơi. Ngủ. Ngủ hả? Ngủ. Chưa rồi. Có hút thuốc không? Có. Rồi có ai cho hút thuốc cho hút không? Có chú này. Trời tội ghê, bắt tay cái. À, mẹ đừng nói uống việc luôn chưa đó. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 22 rồi. Chú ở đâu? Đường Sơn. Lương Sơn hả? Trời tội ghê. Cố gắng nha. Dạ, chiều ra con tặng bánh anh nha. Rồi.
Tội ghê. Rồi còn phòng cuối cùng. Còn hai phòng mà. Những cái quần áo này là mình mình giặt xong rồi đem vô chiếu mình xếp. Giặt máy hay giặt tay chú? Máy con nè, có thể một bữa đêm sáng là có mình chịu là mình lo mà giặt. Là chú tự giặt luôn hả? Mình giặt hết á. Là những có cái... sao đêm á ngủ á. Đêm á là cái thằng khốn á nó xin lỗi con nó tâm thân đi câu á. Rồi lấy mình của đứa khác lau. Dạ. Là sáng mai mình vô phải kiểm tra hết toàn bộ mình phải kiểm tra hết. À, cái nào mà dơ là bỏ ra, còn cái nào sạch thì cứ để lại. Cái đường khốn thì sạch mà cái đường bế bộ thì dơ. Có nghĩa là cái ông mà khôn á, ông lấy cái đồ của cái ông bên kế bên ổng, ông lâu. Ông đi xong lấy ông lâu. Đồ ổng không lâu rồi, ông tao lâu. Cái phòng nó phức tạp nhé con. Đó. Phòng này là xin lỗi con là ăn nói chung là mời cả tại chỗ luôn. Ăn nói chung là tiền đài tiền chứ tại chỗ luôn. Nói chung một ngày hai lần vệ sinh cái phòng này. Chào em. Mừng. Có người tới thăm anh. Ôi phòng này là không mặc đồ luôn hả? À nó ứng ra cội rồi vậy. Dạ. Cái ông anh kia anh không mặc đồ luôn kìa. À đó đó. Thằng cả đời rồi luôn. Thằng bước. Cả đời không mặc đồ luôn. À. Đem mình dò đem ra ngoài này á. Cho nó ra ngoài thì nó mặc. Dạ. Mà nó bước vô tới trong này là nó cội. Mà chưa tới nơi nó cội hết rồi. Dạ. Cái vàng bên này là thuộc vàng. Bên đây thì cũng bao nhiêu người nè. Chào chú. Dạ rồi. Nó nói nhiệt lắm. Em ơi. Em. Đây cá đây. Huy đây. Ra đây ra đây. Buồn nữa đó. Không ở trong đây là anh phái em nhất nè. Ra đây tội nhất nè. Ôi, khôn ngô tú tú đẹp trai. Thấy chưa? Thấy dạng nhìn thấy không? Đẹp trai ghê không? Bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Ôi trời. Còn bị, em này bao nhiêu tuổi? Thằng này 60 rồi. 60 rồi. Lát ra anh cho bánh đó nha. Lát ra ăn bánh nha. Anh nhìn kìa. Đừng có giỡn nách lên. Nói chung á, mà giỡn đấy, ở đấy thì cũng có phượt lắm, bố tại đấy á. Rồi bây giờ chú đi ăn cơm nha. Rồi khoảng 1:30 con chờ chú ở đây là chú 1:30 chú phải tắm cho mấy bạn ở đây. Tắm xong rồi 3 giờ ra phát bánh. Cho ra ghé chế để phát bánh. Dạ cảm ơn chú nha, chú về ăn cơm nha. Dạ cảm ơn chú nha. Ở giờ này là 1:30 nha mọi người. Bây giờ là theo thường lệ là ngày nào 1:30 mình cũng phải mở mấy cô chú ra tắm không chú? Dạ. Là ngày nào cũng tắm hả? À, ngày nào tắm hết đúng 1 giờ rưỡi ra. À. Rồi được rồi, gần mở ra rồi. Mở thằng cấm trước đi. À là bé này tự đi mở luôn hả? Không, rồi sáng đi mở. Rồi à, vào đây. gần mở ra cho mấy chú đi tắm rồi. Không thằng đi. Nhẹ, bé này nhẹ. Sau này tương lai là biết là quẻ. Đi cũng tắm tắm. Rồi ra đi tắm. Ra tắm. Tội quá. Sao? Anh nói không được. Một người. Rồi ra đây. Cái chế độ ở đây là phải nói là rất đúng giờ đúng giấc luôn nha các bạn. Đúng giờ ăn, đúng giờ tắm luôn. Ra anh ơi. Ê. Ra tắm rồi đi nhận bánh. Đây chú. Tội ghê luôn. Chú ra chú ơi. Nặng sợ. Ra tắm chú. Cho mát nữa. Tắm cho mát. Chú cũng biết tắm cho mát nữa. Rồi ra. Ra chú ơi. Nóng không?
Hả? Thuốc, con đâu có cầm thuốc. Mà con đâu có hút thuốc đâu. Không có hút thuốc đâu, hiệp đứng mệt ghê. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Là đồ đây là tự đổ một đống này, anh em tự thích mặc đồ này mặc hơn chú. Không, 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 mình phải lừa chắc á. Không phải đồ, không phải đồ. À, con còn một cái bao đồ, lát con đem vô đây luôn cho anh em mặc nha. Ờ, qua coi cái gian đồ của anh em nè. Ơ, lệ quân, bỏ đi. Ơ, gãy, gãy ghế, gãy ghế nó sập. Gãy nó sập một cái. Trời ơi, cái ghế đứng này. Trời ơi. Là đây là tất cả đồ nè, là những họ thích mặc cái gì thì tự lấy luôn không? Không, mình phạt đó có. Dạ. Mình phạt cho họ luôn, cho họ phát hơn. À, cho hẳn bị cải quân mặc cái mốt cải mốt á. Là làm chú con tự phát hơn chú. Không, chú phạt luôn, chú phạt luôn. À. Rồi bây giờ mình tập trung chỗ nào mình tắm? Đúng đó. Trong nhà đó là hết chỗ nhà đó tắm luôn hả? Một phòng, một phòng này mình một chú. Phòng một. Cái phòng mà dưới nhất á. Là mấy ông chú ông tự ý thức là mình phải vào đó tắm luôn hả? Không, à thì nó vô mình tắm cho nó. Thường xuyên luôn hả? À, vậy á. Có nghĩa là tắm tập trung luôn. Bao nhiêu người là vô đó. Quý hay không? Ở trong trường quý chị. Vô tắm. Đồ đá. Đi vô tắm. Nè đồ. Lấy đồ hả? Ơi, người ta đang có. Thôi ngồi vô đi, chắc lấy đồ. Ờ. Cái hình ảnh này nó hơi bị nhạy cảm chút xíu mọi người. Chỗ cái sụt máu, sụt máu. Chúng ta phải quay xa. Quay xa có nghĩa là tất cả đều khỏa thân hết luôn. Kiểu như là chúng ta nói là tắm tiên vậy. Tắm tiên thường là chúng ta tắm dưới suối, còn đây là tắm ở trong một cái phòng. À, 20-30 người, 30-40 người vậy đó, là dồn lại nam ra nam nữ rồi là bên kia bên nữ, bên kia cái cô thì cửa tắm nhưng mà mình không quay được, mình không có vào. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Hơi nhạy cảm một xíu. Tự anh em trong đó. Vâng, vâng, đi nha. Với nhau luôn nha, rất là đồng kết luôn nha. Có nghĩa là anh này tắm cho anh kia luôn. Những người mà không biết tắm là họ tự chăm sóc với nhau luôn. Phải nói là cái môi trường phải nói là rất là đồng kết luôn. Đứng. Đúng xét bên là chúng ta ngửi cái mùi không thể nào chịu nổi luôn các bạn. Cái mùi hương ở trong những cái phân đó nó lan tỏa ra. Thì mấy cuộc sống ở trong đó thì mọi người xem thấy thì cũng biết rồi. Cái người này đi vệ sinh xong là thậm chí là trì bôi tất cả cái thứ luôn. Rồi bây giờ tắm để vệ sinh những cái thứ đó ra. Thì bởi vì khép đứng một chút xíu thôi. Mới chỉ có mấy chục giây thôi chịu không nổi, đành phải rút ra đây. Mà ông chú với lại bà cô rồi xem. Mà hai người sẽ làm, cô kia chia sẻ làm lừa bụng đuôi ra hoang ấy. Cả khán giả thấy không? Một sự rất là kỳ diệu luôn. Nói chung là họ làm công việc bằng cả trái tim của họ. Cho nếu mà mình không có làm việc bằng trái tim, làm chỉ cần vài ngày là chúng ta nghỉ việc. Thậm chí lương cao cách mấy cũng không thể nào mà là chịu nổi đâu các bạn. Tắm mấy nhang là ra là con phép bánh rồi nha. Cái đủ mà nó ngồi dưới chỗ một đập. Vui vô chỗ một đập. Tự kỳ với nhau luôn không chú? À thì cái đứa khốn ấy, cái cho mày đứa người ông chú ông nói là cái người mà khôn thì tự lấy kỳ cho những người không biết. Phan ơi, giới thiệu cho tất cả khán giả, đây là một thanh niên tương lai con sẽ là một người quản ở khu vực này ha. Khu vực này. Con bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. 12 tuổi hả? 12 tuổi. Con ở đâu? Ở nhà của con mất sách này. Đâu? Sao con vô đây? Bệnh quạt là bệnh gì? Có cha mẹ. Không có cha mẹ, là có nghĩa là con là trẻ mồ côi á hả? Bây giờ tắm xong mát mẻ không? Ở trong đây con thấy ở trong đây cuộc sống tốt không? Tốt chứ. Tốt chứ hả? Biết ăn có người nấu nè, đi vệ sinh có người lo nè, quần áo có người cho mặc nè, bánh có người phát nè, ngủ đúng giờ ngủ giấc y như là trong một cái trại quân sự vậy đúng không? Đúng rồi. À, cả khán giả nhìn tướng là thấy rồi. Thôi bây giờ là mấy anh ra nè. Ôi giời, mát không chú? Chú này là con thấy là trong đây là chú đẹp trai nhất luôn á. À, còn mấy chú kia chưa xong, có nghĩa là họ phát cho mỗi người một cái quần. Tắm xong là tự nhiên mặc quần bắt đầu đi ra. À, bây giờ mình sẽ đứng đây mình đón coi như là kiểu coi như là mình đón người thân mình đi nước ngoài về vậy đó. đón người thân đi nước ngoài về vậy. Rồi chuẩn bị có một tại sao kêu thằng kêu bằng chú chứ anh à, kêu bằng anh chứ tại sao kêu bằng thằng các bạn ở đây có à, còn cái ông lớn tuổi rồi mà cạo đầu là ông nào? Ông có được ra tắm không? Có được ra tắm không?
Ở trong phòng luôn hả? Cái này con muốn đeo không? Chú đeo cho. Để. Rồi. Hát đây. Hát cho cô chú xem một bài. Nhẹ nhẹ lên kia. Tường Trương Đông. Ờ quốc. Mấy thầy vẫn được báo hiện đi. Đông Tường Trương Tây. Bên kia bên hát trên đồ quay. Em dâng tay, em sẽ tay. Còn bé nào thành đình thành sơ. Ai à, lần đầu ta gặp nhỏ. Trung nắng chiều này bay. Đập ngân ta hơi nhỏ. Nhỏ bao lại chưa yêu. Bây giờ cho thế nhỏ. Nhỏ ơi. Lần đầu là quay đi. Không thèm như bây giờ. Cho con tắt đi mình. Nhỏ ơi. Đồng nước. Hay quá. Diệp kéo ra dùng Diệp. Cô, mặc lên. Alo. Mặc lên cô này. À, bây giờ con bơm vô đó hả? Bơm vô đây. Bơm vô cho những cái cô chú họ đi vệ sinh họ có hỏi hả? Cưa. Có. Ủa mà giỏi con bơm đi nha. Chú cảm ơn nha. Dư. Xong chưa? Xong chưa chú? Phát đồ. À đi chờ phát đồ hả? À, tức nghĩa là mình xếp từng hàng rồi ông chú xét cái phát cái quần đùi, mặc cái quần đùi rồi để bắt đầu ra. Dư. Ông chú. Sao lại quần đùi là thế vậy? Ra lại một chú mặc áo cho em hả? Không à. Ra lại quần đùi. Để đưa con mới mai có cạnh cho nó lại chút. Không biết đi hả? Ngồi đây đi. Không cho đi. Ôi xẻ, mặc xong lên xẻ hết không ngờ như vậy. Ê Phong. Rồi ra chú. Đứng đây nè. À mà đứng đây hả? Mình đón người nhà ra là phải đứng đây. Con đứng đây với chú này. Đấy, chú này thích gì? Có tên biết tên không? Đinh Lâm. Khái chú Lâm. À, xin mời chú Lâm. Dạ, đã chú ra nhận áo rồi, lấy con phát cho chú để nhìn nịch. Dạ. Nịch gì? Tụt quần á. Rồi, chú này tên gì? An. Dư. Chú Dư, còn chú này? Khánh. Dư Khánh. À, Thọ. Thọ hả? Nó tên Thọ. Là hai cha con hay sao? Một phòng đấy chứ. Là ở trong phòng là giúp đỡ lẫn nhau vậy hả? Mặc cái thân hung nè. Ôi các bạn. À. Là có nghĩa là ông chú này giúp đỡ bé này, ẵm bé này đi ra chơi. Đúng không chú? Ẵm bé này ra chơi với chú hả? Hôm bữa nãy hình như là cái hình ảnh mà đút cơm là chú này đút đúng không? Ừ, có nghĩa là chú thương bé đó như con vậy đó. Rồi chú ra chú. Còn chú này? Toàn. À, chú Toàn. Rồi. Con mà ai mà lớn hơn con là con phải kêu bằng anh với bằng chú nha. Sai với cái chú nha. Cực chú phải kêu bằng thằng như chú là con kêu bằng gì? Chùm ở bằng chú chứ tại sao người ta lớn tuổi mà con kêu bằng thằng. Nhớ không? Nhớ, lâu rồi. Ai nhỏ hơn con kêu bằng em. Mà ai lớn hơn con kêu bằng chú, bằng anh nha. Còn người nào tóc bẹt á là con kêu bằng ông. Còn người nào mà không có tóc con kêu bằng thầy. Hiểu không? Như chú, con kêu bằng gì? Chú. Bằng thầy chứ. Không có tóc mà. Đi. Bài áo. Dạ đó, nhà mặc mấy cái lựa áo. Rồi bây giờ là tới tiết mục lựa áo. À, ai thích mặc cái nào thì lấy cái đó. Má này mặc cái nào ít rắc. Tới. Cái áo này người ta tặng hơn chút. À, tới tặng. Hình mà nãy con cũng có đem theo một số lượng áo, áo quần để lát con đem vô đây không ai mặc được cái gì mà. Ba. Ba hả? Không là ba. À. Thằng ba. Tức là thằng này chắc có những tuổi chắc ba. Thôi. Thôi chúng tập trung cho quán nữa nghe. Có mấy điều mong quá được thôi cho ở bên đây nghe. Ờ. Rất là hiếm khi mà chúng ta được vào đây trải nghiệm cái cuộc sống của những người bệnh tâm lý. Phải nói là rất là hiếm khi chúng ta vào cái cơ quan nhà nước để
trải nghiệm quay cho tất cả khán giả xem thì chắc chắn họ không cho. Nhưng mà được vào những cái trung tâm tư nhân thì họ cái đó thì mình có thể chia sẻ nó hơi thoải mái chút xíu. Cái này chú mua hả? Cái này chú mua. Mua hay đọc hả? Bây giờ là con dẫn mấy chú ra chú phát bánh đó nha. Nha. Đi tụ họp với anh em lại để phát bánh nha. Ngày Tết con có xuống đây không hả? Tết là con đi làm rồi. Bây giờ là mở ra cho anh em ra nha. Đây. Rồi. Thôi qua đi. Đừng có chen lấn nha. Đừng có đi lung tung nha. Rồi qua bên mát ngồi ơi. Qua bên đây nhận bánh nè. Xuống dưới đây đi. Xuống dưới đây nhận bánh, đúng rồi. Con chỉ cho mấy chú ơi. Tập trung xuống đây ngồi, đây. Đây. Ủa, con, đứt. Chú kia đi đâu rồi? Phơi đồ hả? Phơi đồ đi, đi qua đó, bỏ đó từ từ phơi. Giỏi, biết phơi đồ luôn hả đứt? Nó biết phơi. Chú đi phơi đồ ơi. Là họ đang chờ dưới kia đúng không? Đúng rồi, đang chờ phát bánh kẹo á. Đây. Đang chờ phát bánh kẹo. Rồi, ngồi cái đá nha. Không, ngồi trong đây chứ. Thôi tập trung vô trong đây đi. Tập trung vô trong đây. Toa. Vô trong đây ngồi đi. Phước, tập trung vô trong đây. Anh này anh cũng bộm lắm nè. Anh là anh này anh cũng bộm lắm nha. Anh như là một quản cai quản trong đây vậy. Rồi mấy cô chú ngồi đó chờ con đưa xe vô là con phát bánh cho mấy cô chú nha. Ngồi tập trung đó nha con. Đức ơi. Hả? Kêu mấy cô chú tập trung đó giùm. Rồi tớ đeo khẩu trang vô đã. Cái gì con nói gì? Cái này bên Nam quá. Con nói gì? Cho nó phát, cho nó đeo khẩu trang vô hả? Hồi nãy chú dặn con sao? Thì dặn xuống đây đó. Mình phải kêu là cho mấy chú mấy cô đeo khẩu trang nha. Rồi đeo khẩu trang. Kêu mời tao hả? Này một đứa một đeo khẩu trang vô. Tao có đây rồi. Xuống bánh này à. Đức ơi, con kêu cái chú nào ra khiên bánh giùm chú ơi. Khiên dịp, phụ khiên dịp to. Đấy. Họ mình nói họ vẫn biết nha. Có khiên bánh giùm chú nha, biết khiên không? Biết. Người ta đang phòng chống dịch đó mà. Khiên bánh xuống. Ai, khiên vô kia luôn, chú. Khiên vô kia vô chùm con luôn. Khiên vô kia luôn. Đó, đúng rồi, khiên cho gần. Dạ. Kêu mấy anh bên kia qua luôn. Mấy cô chú ở đây có chích vaccine covid không cô? Mới chích mũi một hả? Mình rất là ấn tượng bởi vì cái ông chú này rất là tốt bụng nè. Ông đi đâu cũng đều theo cái anh đó. Con chú kêu mặc cái quần. Không, như là hai cha con vậy á. Lúc nào đi cũng đều theo á. Ăn cơm cũng đúc không phải không anh? Ở đây có cô nào nhớ con không? Lúc trước, cách đây một năm trước con tới đây con thăm một lần rồi. Lúc đó là phát quà trung thu. Mưa thích mưa đó. Dạ đúng rồi, cô còn nhớ con hả? Nhớ chứ. Mưa tầm tả luôn, bữa đó phát quà trung thu mưa tầm tả luôn. Tất cả mọi người thấy không? Ngồi con ngay ngắn hàng lối đàng hoàng không? Đấy. Hàng lối ngay ngắn đâu rồi đó đàng hoàng. Bây giờ là sếp sẽ
tặng cho mỗi cô chú. Con sẽ tặng cho mỗi cô chú một hộp bánh. Đấy. Nhận bánh rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn con. Để coi thử mấy cô chú đây biết cảm ơn nha. Dạ. Ồ, bé này là không thấy đường. Dạ, biết cảm ơn luôn không? Dạ, ôi, giỏi kìa. Ngồi ngay hàng thẳng. Rồi mấy cô. Cảm ơn cậu. Cô gửi cô. Dạ. À con gửi cô. Dạ. Cô. À. Dạ, cảm ơn cô. À, Đức ơi, lên đây chú nhờ cái. Con lên con lấy bánh con đi phát phụ cho chú ơi Đức. Dạ. Bên phụ nữ thì 2, 4, 6, 8, 10. Ôi, một cái hành động nhỏ nhưng mà rất là hay luôn. Cô này thấy cô này cái khẩu trang nó hơi bị hở, cô này tròn tay qua kéo cái khẩu trang xuống. Rất là hay, họ rất cũng có ý thức đó cô. Tính ra là ở đây mà không cũng có tư quy để xem mà họ biết là dịch Covid rồi, cũng có ý thức đó chứ hả? Rồi bên phụ nữ xong hết rồi hả? Đức phát đây Đức. Đây. Rồi mấy chú có bánh rồi, có thể mấy chú ngồi ăn luôn cũng được. Đây chú. Ngồi tại chỗ ăn luôn. Ngồi tại chỗ xí ra ăn luôn. Có chú nào thèm thuốc không? Chú có thèm thuốc hả? Dạ, ráng rồi chú. Chứ ở trong đây mình đang chịu bệnh mà mình hút thuốc nhiều quá nó bị ảnh hưởng cho sức khỏe, căng thẳng đầu óc. Ngồi ăn tại chỗ luôn. Rồi ăn xong rồi rác rồi mình tự gom lại đi bỏ. Chứ bây giờ mình ra kia mình ăn là ok. Đức ơi, Đức có chưa? À Đức có rồi, ngồi đó ăn đây nha. Đức có ông tỏ là mũi dây lên. Người ta kêu là kéo khẩu trang để che lỗ mũi. Là cái con virus nó không có vô lỗ mũi. Còn ông chú, ông tưởng là kéo khẩu trang vô lắc cái con mắt. Chú vô đây lâu chưa? Dạ, lâu à. Lâu rồi hả? À, bé này là cái gì của chú? Thì cũng mấy nhỏ quan tâm rồi vậy thôi, chứ cái gì đâu. Đứa nào nó mấy còn quan tâm. Có nghĩa là chú coi bé như con của chú vậy hả? Có. Con thấy là ăn là chú cũng đút cho bé nè. Tắm xong rồi chú cũng mặc áo. Rồi tắm xong chú bế bồng bé ra. Đấy. Có nghĩa là chú thương bé đúng không? Xem bé như là một người em hay là một người con của chú vậy hả? Quê chú ở đâu? Ở Lâm Đồng. À Lâm Đồng, chú ở đây, chú xuống đây hả? Lâu lâu người nhà của chú có vô thăm không? Cũng có. À cũng có hả? Rồi chú ăn bánh đi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 42 à. 42 hả? Tuổi mùi á. À tuổi mùi, biết là mình tuổi mùi luôn. Rồi chú ăn bánh đi nha. Ngon không? Rồi bánh ngon. Bánh ngon không chú? Dạ ngon. Bé này, chú này ẩm ra nè. Ăn bánh đi. Có cái nón đẹp ghê không? À rồi chú biết rồi. Chỉ phép á. Chỉ á là phải lấy cái bánh này ra cho bạn của ảnh ăn. Nè. Em coi chỗ ai mà chưa khui được á, em khui giùm nha. Đây đây chú. Để con. Rồi. Biết đập bạch đồ đàng hoàng đó. Đức biết ăn không? Ăn được. Đức biết ăn không? Biết. Biết không? Tưởng tao không biết chú lấy lại. Ngon không? Ngon. Lâu lâu có ai vô thăm Đức cho bánh được không? Có. Hả?
lâu lâu có không? Cô ơi, lâu lâu có ai vô thăm đồ cho bánh, tặng bánh, tặng đồ cho mấy chú đây không cô? À, cũng có hả? Chắc đất trong này lì luôn phải không cô? Làm đại ca trong đây luôn hả? Đúng. Đúng luôn. Hèn gì, hèn gì, ai cũng kêu mày với tao với thằng không? Đi học cái hệ trường mà học không được mà ở nhà rồi chứ. À. Học trường mầm non rồi, 7 năm rồi mầm non rồi. Rồi xong rồi lên lớp 1 là tối trường rồi. Con ăn từ từ thôi, con đập vậy là nát bánh hết. Ủa sao mấy cô chú ăn nhanh thế vậy? Trong vòng 5 phút thôi mà mình nhìn qua nhìn lại là có người ăn 10 cái rồi như cái chú này nè. 10 cái rồi. Đằng sau kia kìa, đằng sau kia kìa. Ờ, qua đằng sau coi thử mấy chú ăn coi. Ngon không mấy chú? Trong vòng 15 phút thôi mà có người ăn 10 cái rồi. Nhanh. Bánh này dễ ăn, thơm, xô lai mà. Ông ăn ngon không? Ngon. Dạ. Ông vô đây lâu chưa? Được 10 năm rồi chú. Vô đây 10 năm rồi. Bây giờ ông hết bệnh chưa? Được phải rồi nha. Khỏe rồi hả? Cô, có cái người nào mà vô đây mà bây giờ tình trạng sức khỏe người ta tầm khoảng cỡ 80-90% không? Đây, đây, ba đây này. Đó. Ba đây thì nói chuyện cho để mà cái kinh của ba là giờ là mất đâu rồi. Khi ba vô đây là xin lỗi phải cần lý đây này. Bò không hả? Bò không, nó không, không, không xúc được một muộn cơm mà ăn này. Mình phải đủ cho ba. Dạ. Còn bây giờ là đi việc mà chúng là Hồ An thì mới bên năm thôi, nó phải là giảm mới nữa. Bây giờ bà khỏe không? Khỏe, khỏe hẳn, không có gì hết. Khỏe hẳn luôn. Tay chân, tay chân, tay chân thôi. Có nghĩa là tay chân bà rung nhưng mà cái đầu, thoải mái rồi. Thoải mái luôn. Bà không có một cái trạng thái nào mà bị đầu nữa. Không. À, có nghĩa là tâm lý bây giờ là hoàn toàn thoải mái. Còn tay chân thì vẫn rung bình thường. Đức ơi, cho mượn cái mic này Đức. Đây, đây là mùa. Nãy giờ không nói được hả? À, mặc dù chị không nói được nhưng mà trong con người chị tốt ra một nụ cười rất là hồn nhiên và nhìn rất là dễ thương. Đấy, ăn ngon không? Ngon. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Cũng không không rõ, nó không rõ bao nhiêu tuổi. Tại vì bây giờ cái con này á, mà chúng là nó có cha có mẹ, nó bây giờ chỉ thế thôi. À, cha mẹ mất hết rồi. Mất thế thôi, không có ai nữa đó. Dạ. Ăn đi nha. Cô mà ông cô mất luôn. Em lấy cái này lại nha. Chắc lớn tuổi rồi, nhìn lớn tuổi rồi. Ngon không bà? Dạ ngon. Ừ. Bà vô đây lâu chưa? Dạ năm rồi. Một năm rồi hả? Bà thấy vô đây một cuộc sống ở đây thoải mái không? Dạ bình thường. Thoải mái không? Dạ bình thường. Ăn uống có người nấu rồi, tắm vũ có người giặt, bây giờ chỉ có công việc là đi vòng vòng đây là có nhiều người để mình nói chuyện nữa. Dạ. Quá trình mà sinh hoạt á, mấy cô chú ở đây có nói chuyện với nhau lại không? Cô? À có, lâu lâu cũng đánh nhau cũng có luôn hả? Dạ. Mình hỏi mấy ông chú ở đây thì mấy ông nói là cái tình trạng mà đánh nhau cũng có. Khi mà mày dành bánh dành đồ á, bởi vậy là phát bánh là ngồi ăn đây luôn chứ đi về phòng là họ dành bánh. Ngon không chị? Ngon. Ủi. Hết luôn rồi hả? Ừ. Ăn nhiều nhiều cho con còn mấy thùng để ở kia nữa kìa. Có gì để mai mình ăn thêm. Hồi nãy giờ thép mới để ý có một cái câu rất là hay luôn. Thầy đây đừng sợ. Không biết là cái ý nghĩa câu này như thế nào ta? Cô có hiểu ý nghĩa không cô? À, thầy đây đừng sợ là giống như đây bên mình là đạo Thiên Chúa đó. Dạ. À, xong là Chúa Giêsu là thầy. À, Chúa Giêsu là thầy. À, là thầy thì mình kêu. Có thầy đây là cái câu đừng sợ. À. À, ấy là cái câu đó. Bà thấy cái bà này ăn rớt vỏ rớt đồ thì bà mới tự bà qua bà dồn rác qua luôn. Đấy. Ủa, bà trong đây bà có bà cũng bệnh hả? Bà là bà tỉnh táo nhưng mà bà là không có một ai thân nhân này hết. À rồi con hiểu rồi. Con bà qua đây nói chuyện với con tí. Dạ con xin phép bà nha. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 66 rồi chú. À, bà vô đây lâu chưa? Dạ 2 năm mấy nè. Là bà không có người thân người nhà đó hả?
Dạ, không có gia đình. Hay là bà lạc, bà bị lạc hay là sao? Không, không có lạc, mà gia đình là từ ở dưới Bạc Liêu lên trên Sài Gòn sống rồi đi dài dài ra tới Đà Lạt rồi vô đây luôn. Dạ, rồi bà cũng ở đây, con thấy một cái hành động rất là nhỏ nhưng mà phải nói là rất là đáng nể luôn các bạn. Những bạn bè của mình ăn vứt rác á, thì bà qua bà gom rác, bà bỏ rác hết. Chắc bà ở đây bà cũng hay giúp đỡ những người bạn của mình ở trong đây đúng không? Dạ, dạ. À, cũng bình thường thôi chứ. Dạ. Tại vì mình có tinh thần chút lo cho mấy em. À, rồi, tôi hiểu rồi. Không những là những người quản ở đây họ chăm sóc, mà những người ở trong đây họ ở, họ cũng chăm sóc lẫn nhau. Phải nói là vào đây chúng ta bắt gặp những cái hình ảnh phải nói là rất là xúc động luôn các bạn. Như hình ảnh cái ông chú mà ẵm đứa nhỏ gì đó. Rất là, phải nói là rất là xúc động luôn. Con cảm ơn bà nhiều nha. Dạ, chúc bà người sức khỏe nha. Lo cho người yếu. À, dạ. Người trẻ lo cho người yếu. Hôm nay sướng không? Mình được bệnh ăn này, vui vẻ này, hả? Dạ. Và người ta đến thăm mình là cái trân trọng nhất. Thì bây giờ mình để tỏ cái lòng biết ơn. Mình không nói được, không làm gì được. Bây giờ cho anh Trang vỗ tay cảm ơn người ta. Đó. Rất là tuyệt vời, rất hạnh phúc luôn chú. Dạ. Hôm nay phải nói là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ với cô luôn. Chắc là cả cuộc đời không bao giờ quên được các bạn. Mình vào đây là mình được trải nghiệm cái cuộc sống này, cũng như ăn uống này, sinh hoạt như thế nào, để chia sẻ đến tất cả khán giả. Mà không phải là ai cũng có thể cho con trải nghiệm được. Hôm nay có duyên gặp chú Châu thì chú Châu có cái gì chú Châu cũng chia sẻ hết cho tất cả khán giả nãy giờ xem hết hả? Quá trình ăn uống ngủ nghỉ như thế nào. Cho nếu mà con mà tới chỗ khác thì chắc chắn rất là khó để cho họ chia sẻ cho con cái điều đó. Rồi con cảm ơn chú rất nhiều. Rồi, con thay mặt cả nhóm chúc chú nhiều sức khỏe để tiếp tục hoạt động cái tinh thần thiện nguyện. Dạ cảm ơn chú. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Về một chút tin đến với những người bất hạnh này thật là quý giá. Dạ. Không biết nói gì hơn là cầu chúc mọi sự tốt lành đến với anh chị em. Dạ. Rồi sau nữa là trong một năm mới sắp tới thì có nhiều cái tốt lành. Dạ. Bình an trong gia đình. Dạ. Con cũng thay mặt tất cả khán giả trên kênh của con cảm ơn chú Châu rất là nhiều. Chúc chú Châu và tất cả anh chị em ở đây nhiều sức khỏe. Con xin phép chú Châu con về luôn nha. Rồi vỗ tay đi. Dạ. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thép. Một cái video phải nói là rất là mang cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều luôn. Rồi, xin chào. Dạ, xin chào mọi người.